Em chào các anh chị nha. Đặc sản xứ Nghệ hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người. Đây là cách làm sạch cua nha. Đây là cua biển xịn, cua 5 cân đấy anh chị ạ. Đây là con cua thịt nhá anh chị nhá. Con cua thịt đây này, cái mai nó hình chóp chóp đây này. Đó, hình tam giác nhỏ này nhá. Là gọi là cua thịt. Đó, con cua này ấy, có hai cách nó đang sống nhá. Thì là có hai cách để giết cua. Cách thứ nhất là anh chị có thể là chọc vào cái chỗ này, đầu cái mai này chọc thật sâu, lấy cái đầu kéo này nha. Đây nhá, em đang dùng cái đầu kéo nhá. Gõ một cái thật sâu vào xuống dưới. Đấy, đây chính là cái tim của cua đấy. Cái tim cua nó ở dưới đấy. Đó, mình gõ thứ nhất, đấy là cách giết thứ nhất. Cách giết cua thứ hai đó là mình để vào trong ngăn đá tủ lạnh. Nó khoảng tầm khoảng 5-10 phút, 10 phút gì đấy thì là cua nó ngất anh chị ạ. Đây, hôm nay em làm cách thứ hai là bỏ vào ngăn đá tủ lạnh ấy, cua nó ngất. Và đây, bây giờ em sẽ đưa ra và chế biến nhá. Cách để làm sao mà để làm cọ sạch cho gạch sạch cua nhá. Bắt đầu mình tháo dây đi nhá. Đấy, tháo dây rồi đúng không ạ? Anh chị thấy con cua thịt này nó to vật vã chưa này, cái càng này. Con ni là khoảng 7 lạng nha anh chị nhá. Con cua này là khoảng 7 lạng, size em đang bán là Y5. Y5 là tầm từ 4 lạng rưỡi trở lên. Và con này là con to nhất đây. Con to nhất này nhưng mà cũng là hiếm nhá. Thỉnh thoảng mới có, không phải là lúc nào cũng to như này đâu. Mình cứ chọn cái size khoảng tầm 5-6 lạng là ok rồi nhá anh chị nhá. Đấy, bây giờ nhá, bên đầu là mình sẽ rửa cua này, đánh sạch nhá. Mình sẽ đánh sạch sạch cua nhá. Anh chị có thể lấy cái bàn chải á, em đang dùng cái chùi son, chùi nồi. Khi mà mình giết như thế này á, trước khi hấp hoặc ấy là mình để dễ vệ sinh con cua. Hai nữa là để, thứ nhất nữa là để khi mà hấp ấy, con cua nếu mà đang hấp đang sống thì nó sẽ bị gãy ruộng, nó sẽ gãy càng nhá. Mà nói thật mà tháo cái dây ra thật là kinh khủng, nó khỏe như trâu vật luôn. Còn nếu anh chị nào mà để cả cái dây ý, cả cái dây nhựa đấy mà hấp thì cảm giác nó không được an toàn vệ sinh đúng không? Đó, cho nên mình phải tháo ra giết cua. Nói giết cua thật là ghê gớm nhưng mà cũng là đơn giản thôi anh chị nha. Đấy, mình cứ đánh này, đánh cho sạch nhé. Đây là vỏ ngoài. Ban đầu đây là vỏ bên ngoài nhá. Chân này, càng này. Thế mình sẽ làm sạch bên ngoài. Cua mà bên em thì đã lựa chọn rất là kỹ càng rồi, từng con rất là chắc bẩy á. Đấy, đúng sai cho mọi người nhé. Cọ đi nha, cọ sạch nè. To không? Cái càng nó to dã man nhỉ anh chị nhỉ. Nhìn này, thấy chưa, gần bằng cái ấy của em, bắp tay của em. Rồi, ok rồi nha. Bây giờ mình sẽ bóc. Rồi là sẽ cắt cái này ra này. Đấy, bên trong thấy nó bẩn không ạ? Nếu mà mình không lấy bên trong là nó thấy cũng bẩn không? Tại vì con cua này nó sống ở vùng gọi là nước mà nước lợ mà là vùng bùn ấy nhở. Đó, cho nên là nó sẽ bẩn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đấy, bóc cái mai này ra để làm thịt cua, để làm sạch bên trong nha. Wow, biết em có đủ sức không? Wow. Đây nha. Đấy, đây là con cua thịt nha anh chị nhá. Đấy, anh chị thấy không đây? Rất là nhiều thịt, những cái này là cái phần thịt của nó đấy ạ. Đó. Còn đây, bây giờ bên trong này nhá, mình cắt cái phần này đi. Cắt đi nhá. Hết phần trên. Cái phần này là cái phần mang phổi của nó đúng không? Nhưng mà cũng có chứa nhiều gọi là chất không sạch cho lắm. Tại vì nó sống ở vùng bùn lầy mà. Đấy, cho nên là mình cắt sạch sẽ ra. Đúng không ạ? Rồi đúng không? Cắt hết rồi nhá. Bây giờ mình sẽ xả rửa dưới vòi nước nhẹ nhàng thôi nhá. Đó. Mình sẽ lấy cái bàn chải. Em đánh
kỹ vào. Cái phần này mình giữ cho nó khỏi trôi ha. Đấy, thấy sạch chưa? Cứ ăn sạch cái này cho nó yên tâm đúng không ạ? Kỳ cọ nha, kỳ cọ nha, sạch sẽ nha. Rồi, cái này coi như là ok rồi nhá. Còn cái tiếp tục cái phần bên này nữa nè. Và phần mai đưa em, đưa cái ấy bên kia nè. Cái giò cái khay bên kia nè. Cái khay kìa. Đây. Đấy, bỏ ra đây đã nè. Đấy, cho to bằng cái khay luôn. Còn đến cái phần này nhá. Phần này mọi người hãy rửa qua nhá. Và trong này lưu ý nhá, trong này phía trong này này có một cái gọi là cái này gọi là cái gì nhỉ, dạ dày à, dày con cua này, phần này này. Đó, anh chị lôi nó ra nhá. Đấy, tôi bỏ nó đi. Thấy không ạ? Phần dạ dày đấy. Còn đây là rất là nhiều thịt, đây là rất nhiều gạch nhé. Cái gạch, gạch ấy của nó. Đấy, thế là xong này. Rửa qua thôi nha, rửa qua phần tôi nha. Đấy, em dốc đi, dốc nước ra ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào hấp. Cái cọ cạnh cọ cọ lên thì tí này. Thì sao sạch sẽ nó ăn cũng ngon đúng không? Ok rồi. Rồi. Khi mà hấp ấy mình đã lược bóc ra như thế này thì khi hấp anh chị nên để ngửa nhá. Ngửa con cua ra đúng không? Đó, sẽ ngửa này. Để mình hấp ha. Đó. Rồi, bây giờ để em đi lấy. Em lấy nồi này nha, em lấy nồi để chúng mình cùng hấp nha. Đây, đi đây về vừng vừng đây. Cua sau khi làm sạch nó rất là sạch sẽ luôn. Rất chi là ồn đúng không? Chờ em lấy nước nè. Chẳng lẽ là mình chuẩn bị luôn đi nhỉ? Chờ từ trước đi, không để lấy cái vỉ nữa. Đây, mình sẽ nấu đun nước lên nha. Rồi tránh để bỏ vị. Rồi. Rồi. Đây là cái vỏ hấp ha. Sau em sẽ cắt. Xả, cho xả bên dưới, vừa bên dưới vừa bên trên nhé. Cua, một là anh chị có thể cho bia vào hấp cũng được. Em nhà em không có bia, em không dùng bia cho nên là em sẽ hấp bằng nước bình thường thôi nhá. Đó. Thế thôi. Thế là được rồi, mình sẽ cho cua vào. Khi mà mình đã làm sạch sẽ này thì anh chị nên ngửa con cua lên. Làm sạch sẽ này mình ngửa cua lên nhá anh chị nhá. À, lý do tại sao lại ngửa cua? Tại vì là khi mà chín hấp ấy thì là cái nước của cua, cái nước ngọt trong cua này này nó sẽ ra ở đây nên nó không bị chảy mất đi nhá. Thì nó sẽ làm mình uống cái nước đấy cũng rất là ngon. Mình đã làm sạch sẽ như thế rồi. Đấy, xong là mình chỉ việc là chờ chín trong vòng khoảng hấp khoảng 15 phút. 15 phút nha anh chị nhá. Mình nắp vào, đậy vung vào nhá. Xong rồi anh chị để với chế độ lửa lớn nhất cho em. Khoảng 15 phút là ok thôi. Tí nữa 15 phút em sẽ quay lại cho mọi người xem nha, chất lượng cua như thế nào nha.
Sau 15 phút thì là cua chín rồi nha anh chị nha. Mình sẽ lấy ra nè, tắt bếp và lấy ra nha. Thưởng thức nóng hổi luôn. Đây, đưa ra đây nhá, để dễ lấy này. Nóng lắm. Nhìn thôi là thấy ngon rồi đúng không ạ? Rất là ngon nha. Cua này to. To lắm. Mình đưa ra đây. Ba ba. Mình lật ngược lại đi nhở. Rồi. Hình hài con cua vẫn nguyên đai nguyên kiện luôn. Sao? Mình sẽ đưa ra để ăn thôi. Có vẻ bây giờ là đang rất là nóng. Nóng nha. Thổi nào. Thổi. À, rồi đây mình bắt đầu. Khi mà cua bắt đầu nguội ấy, mình bắt đầu bắt cua nha anh chị nha. Nói nguội nhưng chưa nguội lắm. Đây là con cua mà trước khi làm sạch, trước khi hấp mình đã làm sạch và bóc bỏ mai rồi đúng không ạ? Wow. Wow, anh chị thấy không? Rất là nhiều gạch ở trong này đúng không ạ? Đấy. Cái gạch này của con cua đực nó khác nha, không phải là màu đỏ như con cua thịt nha. Rồi, còn bây giờ mình sẽ xem cái phần thịt đằng trong nó có chắc không nào. Nhìn thế này là đã biết chắc ninh nịch rồi. Cua tạo ơi à. Nóng, vẫn còn nóng. Lấy cái kéo cắt nhá. Nhìn thấy là đã thấy là nhiều thịt rồi đúng không ạ? Đấy. Rồi mình sẽ lấy cái kéo cắt đi. Cho nó lịch sự đi. Wow. Anh chị thấy không? Chắc chưa? Chắc ơi là chắc nha. Đó. Cua này ngon không ạ? Quá là ngon luôn nhé. Đó. Anh chị nhìn thấy không? Nó đầy hết cả thịt luôn nhỉ. Rồi. Đấy, bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ bóc ra nha. Đây mình sẽ đập cái càng ra xem nó thử xem nào. Đó, rất là nhiều thịt nha. Đó. Mình đập cái càng ra nha. Ui, nó cứng lắm. Cứng thế nào chứ? Đó. Không ra luôn. Dã man ạ. Dã man nhờ. Thôi. Để đập cái... Đấy, mình sẽ đập cái càng ra nhá. Xem nó có chắc không này. Anh chị nhìn xem. Thịt này. Thịt đầy cả càng luôn nhá. Hai càng nhá anh chị nhá. Hai càng luôn. Đây là do kỹ thuật đập càng vẫn chưa chuẩn lắm. Đó. Cho nên là nó thấy không ạ? Thịt này nhiều không ạ? Rất là đầy càng thịt này. Từng thớ thịt ngon không anh chị? Ngon không ạ? Xuất sắc đúng không ạ? Đó, đây là phần thịt càng nhá. Có hai cái càng rất là đầy thịt đây. Còn đây là phần thân này. Phần thân thì cực kỳ nhiều thịt luôn. Nha. Rồi, em mời mọi người thưởng thức món cua biển cùng gia đình em nhé. Và khi thưởng thức món cua biển ý, bên em có sẵn một cái loại, đấy là nước chấm thần thánh luôn, chuyên chấm hải sản nhé. Hoặc là anh chị có thể chấm rất nhiều món khác như thịt luộc này, hoặc là thịt nướng, hoặc là anh chị chấm đậu này, rất là ngon. Đó, mình sẽ bóc cái này ra và chấm cùng nha. Quá là ngon luôn. Đấy, xuất sắc. Ăn cua này, ăn ghẹ mà ăn với cái nước chấm này thì chỉ có mê luôn nha. Đây anh chị này. Wow. Sướng không? Cua thì rất là chắc mà nước chấm thì rất là ngon luôn. Đấy, khi mà anh chị mua hàng cua biển bên em thì sẽ được tặng nước chấm nhá, về anh chị dùng nha, chấm cùng. Rất là ngon, tuyệt vời. Rồi, em mời cả nhà nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi live stream của em từ đầu đến cuối. Chúc mọi người luôn luôn là mạnh khỏe và bình an nhá. Còn có nhu cầu các loại hải sản sống bên em, kể cả các hải sản đông lạnh và các món đặc sản bên em, đặc sản xứ Nghệ, hãy gọi cho đặc sản xứ Nghệ nhá. 0974 036712 và địa chỉ bên em ở số 4 Trịnh Đình Cửu, Thanh Xuân, Hà Nội. Chính là ngõ 328 đường ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội nha anh chị nha.
Bên em sẽ trực hotline liên tục để mọi người có thể đặt hàng, inbox comment nha. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người ạ.